Hi, chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh 1-2 máy của mình. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách mình móc một chiếc áo rớp tớp như thế này nha. Để móc chiếc áo này thì đầu tiên mình sẽ móc những cái họa tiết ô vuông như thế này trước nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ ráp những cái miếng ô vuông này lại với nhau. Sau đó thì mình sẽ viền áo, mình làm phần dây áo và mình sẽ khâu cái phần nút áo. Để móc chiếc áo này thì mình sẽ dùng kim móc là 2.5mm nha các bạn. Len ở đây mình dùng sẽ là len baby gel nha. Về màu sắc thì các bạn mình thích lên màu gì thì các bạn cứ phối lên màu đó nha. Ở đây thì mình sẽ phối 3 màu là màu xanh, màu trắng và màu vàng nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình móc những cái họa tiết ô vuông này trước nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ lấy dây len màu vàng, mình tạo một cái nút thắt trước nha các bạn. Đây là cách mình tạo nút thắt bằng kim móc nha. Sau khi tạo xong một cái nút thắt, tại đây các bạn móc lên giúp mình 5 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4 và 5 mũi. Sau đó mình sẽ đâm kim vào cái chân móc cuối cùng. Đây là chân móc cuối cùng nè các bạn. Mình sẽ đâm kim vào một cạnh ngoài như thế này nha. Sau đó mình lấy len lên. Mình móc mũi rửa các bạn. Sau đó mình kéo len đi qua vòng dây bên đây. Như vậy lúc này mình đã tạo được một cái tâm như thế này ở đây nè các bạn. Bây giờ mình sẽ móc, mình sẽ đâm kim vào cái tâm này nha. Tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ tạo mũi kép đơn đầu tiên. Đây là cách mình tạo mũi kép đơn đầu tiên nha các bạn. Sau khi mình móc lên một mũi móc xích xong rồi, mình sẽ đâm kim vào trong cái tâm vòng tròn này nè các bạn. Cái tâm này nha. Trong quá trình móc thì các bạn nhớ giấu cái phần len thừa này luôn nha. Sau đó mình lấy len lên. Mình quấn một vòng len, kéo len đi qua hai vòng dây này. Sau đó mình đâm kim vào một cạnh ngoài cùng. Mình lấy len đi qua. Lúc này trên kim mình đang có hai vòng dây, mình quấn một vòng len, mình kéo len đi qua hai vòng dây này. Như vậy là mình đã tạo được một mũi kép đơn. Với cách tạo mũi kép đơn này thì mình sẽ không còn móc lên hai mũi móc xích nha. Mình sẽ dùng kim đánh dấu để đánh dấu cái mũi đầu tiên này lại. Mình sẽ móc tổng cộng là 12 mũi kép đơn vào trong cái tâm vòng tròn này nha các bạn. Ở đây mình được một mũi rồi, mũi kép đơn thứ hai nha. Mình quấn một vòng len, đâm kim vào chân móc, mình lấy len lên. Mình quấn len, kéo len qua hai vòng dây đầu tiên. Quấn len, kéo len qua hai vòng dây còn lại. Mình được hai mũi kép đơn. Đây là mũi kép đơn thứ 11 này các bạn. Mũi kép đơn cuối cùng nha, mũi kép đơn thứ 12. Sau khi móc xong mũi kép đơn thứ 12 rồi, tại đây các bạn nè, kéo ra một đoạn len như thế này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đổi sang len màu xanh nha. Mình sẽ cầm sẵn len màu xanh như thế này nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ đâm kim móc vào hai cái cạnh này nha. Vào hai cái cạnh này. Sau đó thì mình sẽ tháo cái ghim màu hồng này ra. Mình đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này. Mình lấy len màu xanh đi qua. Mình sẽ dùng len màu xanh này để mình móc mũi trượt luôn nha các bạn. Mình lấy len màu xanh, kéo len đi qua chân móc. Sau đó mình kéo len đi qua hai vòng dây bên đây luôn. Sau đó tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Cái len màu vàng này mình là dùng kéo mình cắt đi được rồi các bạn. Sau đó các bạn cứ nắm kéo ra bình thường thôi. Bây giờ mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này để mình móc một mũi móc đơn nha. Trong quá trình móc thì các bạn nhớ là mình giấu cái phần len thừa này luôn nha. Mình sẽ để cái len thừa này trên kim nha. Mình lấy len lên, mình móc một mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ đâm kim vào một cạnh bên ngoài, cạnh ngoài cùng này nè các bạn. Mình lấy len qua. Sau đó mình lấy len, kéo len qua hai vòng dây này. Sau đó mình đâm kim vào một cạnh ngoài cùng như thế này. Sau đó mình lấy len qua. Lúc này trên kim chúng ta đang có hai vòng dây, mình sẽ dùng kim quấn hai vòng len nha các bạn. Hai vòng len, sau đó mình sẽ đâm kim lại vào cái chân móc này.
vào cái chân móc đầu tiên này luôn nha. Sau đó mình lấy len lên, mình quấn len, kéo len đi qua hai vòng dây ngoài cùng, hai vòng dây ngoài cùng nha các bạn. Sau đó mình lại quấn một vòng len, mình kéo len qua hai vòng dây tiếp theo. Tại đây mình tiếp tục quấn hai vòng len nữa nha các bạn. Sau đó mình đâm kim vào cũng cái chân móc đầu tiên này luôn, mình lấy len lên, mình quấn len, kéo len qua hai vòng dây ngoài cùng, hai vòng dây ngoài cùng nha. Mình quấn len, kéo len qua hai vòng dây tiếp theo. Lúc này trên kim chúng ta đang có 4 vòng dây, mình sẽ dùng kim quấn len, sau đó kéo len đi qua cả 4 vòng dây này luôn. Sau đó tại đây các bạn móc lên giúp mình 2 mũi móc xích. Sau đó thì mình sẽ móc tiếp vào cái chân móc tiếp theo trên vòng tròn nha các bạn. Tại đây mình quấn hai vòng len, sau đó mình đâm kim vào chân móc, mình cũng lấy len lên, mình quấn len, kéo len đi qua hai vòng dây ngoài cùng, mình quấn len, kéo len đi qua hai vòng dây tiếp theo. Sau đó tại đây mình tiếp tục quấn hai vòng len, mình đâm kim vào chân móc này, tại đây mình lại quấn hai vòng len, mình sẽ làm tổng cộng là 3 lần nha các bạn. Lúc này trên kim chúng ta đang có 4 vòng dây, mình dùng kim quấn len, kéo len đi qua cả 4 vòng dây này. Sau đó tại đây các bạn móc lên giúp mình 2 mũi móc xích. Ở những chân móc tiếp theo các bạn cứ móc tương tự như cái cụm này nha. Mình có 12 chân móc thì mình sẽ móc là 12 cụm này nha các bạn. Tại đây mình sẽ móc lên 2 mũi móc xích. Các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến hết nha. Mình sẽ móc là 12 cụm nha các bạn. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mình móc đến cái chân móc cuối cùng nha. Đây mình đã móc đủ 11 cụm rồi nè các bạn. Bây giờ mình còn một chân móc cuối cùng này. Mình sẽ móc vào đây là đủ 12 cụm nha. Tại đây mình móc lên 2 mũi móc xích, 1 mũi, 2 mũi. Sau đó mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên. Đây là chân móc đầu tiên nè các bạn. Mình sẽ móc vào đây 1 mũi trượt nha. Để mình kết cái hàng này lại. Sau đó tại đây các bạn móc lên giúp mình 1 mũi móc xích. Mình kéo ra một đoạn lên rồi mình cắt lên nha. Cái phần len thừa này mình sẽ dùng kéo cắt đi để cho nó đỡ rối nha các bạn. Như vậy là mình đã móc xong hàng thứ hai rồi đó các bạn. Bây giờ mình chuyển sang mình móc len màu trắng nha. Mình sẽ cầm sẵn len màu trắng như thế này. Ở hàng này thì mình sẽ móc vào những cái khoảng trống này nha các bạn. Mình sẽ móc vào những cái khoảng trống này. Bây giờ mình sẽ đâm kim vào cái khoảng trống này. Sau đó mình lấy len màu trắng đi qua. Tại đây mình móc lên 1 mũi móc xích. Mình sẽ móc vào đây là 3 mũi kép đơn nha các bạn. Trong quá trình móc thì các bạn cũng nhớ là mình giấu cái phần len thừa này luôn nha. Bây giờ mình sẽ móc vào khoảng trống này 3 mũi kép đơn nha. Đây là cách mình tạo mũi kép đơn đầu tiên nè các bạn. Sau khi móc lên 1 mũi móc xích rồi, bây giờ mình đâm kim vào khoảng trống này, mình móc 1 mũi móc đơn. Sau đó mình đâm kim vào một cạnh bên ngoài như thế này, mình lấy len qua. Sau đó mình quấn len, kéo len qua hai vòng dây này. Như vậy là mình đã tạo được một mũi kép đơn đầu tiên. Với cách tạo này thì mình sẽ không còn móc lên hai mũi móc xích nha các bạn. Mình sẽ dùng ghim để đánh dấu cái mũi đầu tiên này lại. Để một lát nữa mình kết hàng nó cho nó dễ các bạn. Mũi kép đơn thứ hai thì mình cứ móc như bình thường nha các bạn. Mình dùng kim quấn một vòng lên, mình đâm kim vào khoảng trống này, mình lấy len lên.
mình được 2 mũi kép đơn, 3 mũi. Ở khoảng trống này mình cũng móc vào là 3 mũi kép đơn luôn nha. Một mũi. Hai mũi. Ba mũi. Sau đó ở khoảng trống tiếp theo thì mình sẽ móc như sau. Đầu tiên thì mình cũng sẽ móc liên tiếp là 3 mũi kép đơn vào khoảng trống này nha. Một mũi. Hai mũi. 3 mũi. Sau đó tại đây các bạn móc lên giúp mình 3 mũi móc xích. 1 mũi, 2 mũi, 3 mũi. Sau đó mình lại móc 3 mũi kép đơn vào chung cái khoảng trống này nha các bạn. Một mũi. 2 mũi. Và 3 mũi. Như vậy ở khoảng trống này mình sẽ móc cái cụm là 3 mũi kép đơn, sau đó mình móc 3 mũi móc xích, tiếp theo là 3 mũi kép đơn vào chung một khoảng trống này nha các bạn. Sau đó đến khoảng trống này mình sẽ móc vào 3 mũi kép đơn, khoảng trống này cũng vậy. Sau đó đến khoảng trống này thì mình sẽ móc là tương tự cái cụm này nha các bạn. Và mình sẽ lặp lại như vậy là 4 lần nha. Như vậy thì khoảng trống này mình sẽ móc vào là 3 mũi kép đơn nha. Khoảng trống này mình cũng móc vào là 3 mũi kép đơn. Đến khoảng trống này, đầu tiên mình cũng móc là 3 mũi kép đơn nha. Sau đó thì mình móc lên 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Sau đó thì mình lại móc tiếp 3 mũi kép đơn vào chung một khoảng trống này. Những cái vị trí này sẽ được gọi là góc vuông nha các bạn. Các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến hết nha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mình móc đến cái khoảng trống cuối cùng nha. Sau khi móc xong rồi thì giờ mình sẽ tháo cái ghim màu hồng này ra và mình đâm kim vào cái chân móc đầu tiên mình đánh dấu này. Mình móc một mũi trượt để mình nào kết cái hàng này lại nha. Sau đó tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Ở hàng này chúng ta sẽ móc vào những khoảng trống này nha các bạn. Những khoảng trống này. Bây giờ mình sẽ móc 3 mũi kép đơn vào khoảng trống này nha. Đầu tiên thì mình sẽ tạo cái mũi kép đơn đầu tiên. Sau khi mình móc lên ở đây một mũi móc xích rồi thì mình đâm kim vào khoảng trống này, mình đẩy len lên. Mình quấn len, kéo len qua hai vòng dây, sau đó mình đâm kim vào một cạnh này. Mình lấy len qua. Mình quấn len, kéo len qua hai vòng dây này. Sau đó thì mình sẽ móc tiếp hai mũi kép đơn vào khoảng trống này nha các bạn. Những mũi kép đơn sau thì mình cứ móc bình thường thôi nha. Đây, mình móc xong 3 mũi kép đơn vào khoảng trống này rồi. Mình cũng dùng một cái ghim để mình đánh dấu cái mũi đầu tiên này nha các bạn. Đây là mũi đầu tiên nè. Để một lát nữa mình kết hàng cho nó dễ. Ở khoảng trống tiếp theo và khoảng trống tiếp theo này, mình cũng móc vào 3 mũi kép đơn. Mình sẽ móc liên tiếp là 3 mũi kép đơn vào 3 khoảng trống này nha các bạn. Trống này cũng là 3 mũi kép đơn. Sau đó đến ở vị trí góc vuông này nè các bạn, mình sẽ móc vào đây là tương tự như cái cụm này nha các bạn. Đầu tiên là 3 mũi kép đơn.
Sau đó tại đây mình móc lên 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Sau đó mình móc tiếp 3 mũi kép đơn vào khoảng trống này. Sau đó 3 khoảng trống này mình sẽ móc vào đây là 3 mũi kép đơn nha các bạn. Rồi đến khoảng trống này thì mình sẽ móc tương tự như cụm này nha các bạn. Ở cành này cũng vậy, vị trí này, đây và đây mình sẽ móc vào là 3 mũi kép đơn. Đến vị trí này thì mình sẽ móc tương tự như cụm này nha các bạn. Và mình sẽ lặp lại là 4 lần nha. Như vậy khoảng trống tiếp theo này mình sẽ móc vào đây là 3 mũi kép đơn. Sau đó đến khoảng trống này thì mình sẽ móc tương tự như cụm này nha các bạn. Và đây mình móc lên 3 mũi móc xích. Móc tiếp 3 mũi kép đơn vào chung khoảng trống này. Những khoảng trống tiếp theo các bạn cứ làm tương tự như vậy nha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mình móc đến cái khoảng trống này nha. Móc xong thì mình sẽ có hình dạng như thế này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo cái kim này ra. Và mình đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này. Mình móc một mũi trượt để mình cắt cái này lại luôn nha. Sau đó tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Mình kéo ra một đoạn lên rồi mình cắt lên nha. Sau đó thì mình sẽ giấu cái phần lên thừa này luôn. Như vậy là mình đã móc xong cái ô vuông này rồi đó các bạn. Mình sẽ móc tổng cộng là 20 miếng nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ráp các miếng ô vuông lại với nhau nha. Mình sẽ móc tổng cộng là 20 miếng như thế này nha các bạn. Chiều rộng của mình sẽ là 10 miếng và chiều cao sẽ là 2 miếng nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình khâu ráp các miếng lại với nhau nha. Ở vị trí mà mình kết hàng ở chỗ này nè các bạn, mình sẽ để nó nằm ở cái cạnh trên này nha. Miếng này cũng vậy, mình sẽ để cái chỗ mà mình kết hàng nè, nó nằm ở phía dưới. Và mình sẽ bắt đầu nối hai cái cạnh này với nhau nha các bạn. Miếng này cũng vậy. Cái này nha. Mình sẽ bắt đầu mình nối một đường thẳng như thế này. Và mình ở trên đây sẽ là 10 miếng và ở dưới đây cũng sẽ là 10 miếng nha. Đây là chiều cao sẽ là 2 miếng nha các bạn. Mình sẽ dùng len màu xanh để mình nối các miếng lại với nhau nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái nút thắt trước. Sau đó thì mình sẽ để cái nút thắt trên kim như thế này luôn nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ đâm kim vào ở vị trí này. Ở đây chúng ta có 3 mũi móc xích thì mình sẽ đâm kim vào cái mũi móc xích ở giữa nha. Mình sẽ đâm kim vào một cạnh nha các bạn. Mình sẽ đâm kim vào một cạnh của mỗi móc xích ở giữa nha. Sau đó thì mình sẽ đâm kim vào tương tự như vậy, mình cũng đâm kim vào một cạnh của mỗi móc xích ở giữa như thế này nha các bạn. Còn cái phần len màu xanh này nè, mình sẽ đặt nằm ở phía dưới nha. Cái vị trí len màu xanh này rất quan trọng nha các bạn, nó sẽ nằm ở dưới nha. Sau đó thì mình sẽ lấy len màu xanh đi qua cái vòng len màu trắng này và đi qua cả hai cái vòng len này luôn. Sau đó chúng ta lại đâm kim tiếp vào
cạnh tiếp theo nha các bạn. Ngay tại đây. Và cạnh tiếp theo của cái miếng bên trái. Sau đó mình lấy len màu xanh đi qua. Kéo len màu xanh đi qua hai cái vòng dây này luôn. Mình móc mũi trựa các bạn. Sau đó mình lại đâm kim vào cạnh bên phải. Cạnh của miếng bên phải nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ đâm kim vào cạnh của miếng bên trái. Lúc nào mình cũng đâm kim vào cái miếng bên phải trước nha các bạn và miếng bên trái sau. Tương tự như vậy. Mình sẽ móc đến cái mũi móc xích ở giữa này nha các bạn. Bên đây cũng tương tự như vậy, mình sẽ móc vào cái mũi ở giữa này nha. Đến đây là mũi móc xích ở giữa rồi nè các bạn. Như vậy là mình đã ráp xong hai miếng đầu tiên rồi. Hai miếng tiếp theo nha. Mặt này nha các bạn, mặt đó mặt trái. Mình sẽ đâm kim vào mũi móc xích ở giữa nè các bạn. Ngay tại đây. Và miếng bên đây cũng vậy, mình sẽ đâm kim vào mũi móc xích ở giữa. Ngay tại đây nha các bạn. Sau đó thì mình cũng lấy len màu xanh đi qua. Ở đây các bạn kéo xếp chặt lại giúp mình nha. Đó, như thế này nha. Tiếp tục thì mình cũng đâm kim vào chân móc tiếp theo, cạnh của chân móc tiếp theo. Và miếng bên đây cũng tương tự như vậy. Các bạn cứ làm mà tương tự như vậy cho đến hết. Móc xong hai miếng này chúng ta lại móc tiếp những cái miếng tiếp theo nha. Vị trí cuối cùng của hai cái miếng này sẽ là ở cái mũi móc xích ở giữa này các bạn. Miếng bên đây cũng tương tự như vậy, ở mũi móc xích ở giữa nha. Ở trên đây sẽ là 10 miếng và ở dưới đây sẽ là 10 miếng. Các bạn nào mình muốn chiều rộng nó rộng hơn thì các bạn cứ móc thêm cái miếng ô vuông này nha. Mình sẽ nối các miếng tạo thành một cái đường thẳng như thế này trước. Sau đó thì mình sẽ quay lại, mình móc cái chiều này nha các bạn. Mình sẽ gặp lại các bạn khi là các bạn mình móc xong 20 miếng nha. Mình sẽ nối một cái đường thẳng này trên 10 miếng và dưới 10 miếng nha. Đây mình đã ráp xong 20 miếng rồi đó các bạn. Mình đã ráp xong một cái đường thẳng như thế này. Thật ra là các bạn có thể ráp những cái đường này trước nè. Sau đó thì mình ráp cái đường thẳng này sau cũng được. Tuy nhiên thì mình thấy với cách đó thì khi mà mình nối ở những vị trí này nè thì cái đường lên mình sẽ không có được đẹp á. Thành ra là mình sẽ lựa chọn là mình sẽ làm một cái hàng thẳng này trước. Sau đó thì mình sẽ đi lại những cái đường này. Mình sẽ bắt đầu ráp những đường này nha. Nó sẽ hơi cực một tí nhưng mình thấy sản phẩm nó sẽ đẹp hơn. Tùy các bạn có thể lựa chọn cách ráp khác cũng được nha. Bây giờ tại đây thì mình móc lên một mũi móc xích nha, để mình kết cái len chỗ này lại. Mình cắt len, sau đó thì các bạn cũng dùng kim khâu len để mình giấu cái phần len thừa này đi nha. Đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái nút thắt trước nha. Mình sẽ giữ cái nút thắt trên kim như thế này luôn. Sau đó thì mình cũng đâm kim vào cái mũi móc xích ở giữa nha các bạn.
cái sợi len này nè, mình sẽ để phía trên như thế này. Và một cạnh của cái mũi móc xích ở giữa. Như thế này nha. Sau đó mình lấy len màu xanh đi qua, mình cũng móc mũi trụ tương tự như cái đường ở giữa nha. Sau đó thì mình cũng đâm kim vào cạnh tiếp theo và cạnh tiếp theo của cái miếng bên trái. Đó các bạn cứ khâu. Các bạn cứ khâu đến cái chân móc này nha. Đến cái chân móc này thì mình sẽ hướng dẫn tiếp đến các bạn để mình móc qua bên đây nha. Đây mình móc đến cái chân móc này rồi nè các bạn. Bây giờ mình cũng đâm kim vào một cạnh này nha. Và đâm kim vào một cạnh của miếng bên đây. Lúc này các bạn thấy là sợi len mình đang nằm trên như thế này. Như thế này nha các bạn. Mình sẽ lấy len đi qua. Đó. Sau đó tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Sau đó thì mình cứ móc tiếp những cái cạnh bên đây bình thường nha, cái như bình thường nha các bạn. Các bạn cứ móc như vậy cho đến hết nha. Đây với cách móc này thì ở vị trí mà chúng ta nói này nè các bạn, nhìn nó sẽ đẹp hơn nha. Và điểm cuối cùng của hai miếng này nè, cũng là cái mũi móc xích ở giữa nha các bạn. Mũi móc xích ở giữa nha. Các bạn cứ khâu tương tự như vậy cho đến hết 20 miếng này luôn nha. Mình sẽ hướng dẫn thêm một lần nữa ở vị trí này nè các bạn, để các bạn mình có thể nhìn nó rõ hơn nha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mình khâu đến đây nè, để mình chỉ các bạn lại chỗ vị trí này nha. Đây mình móc đến cái chân móc cuối cùng rồi nè các bạn. Mình cũng đâm kim vào cái len màu trắng này và một cạnh của len màu trắng bên đây. Sau đó kim mình sẽ đặt phía dưới như thế này. Sau đó mình lấy len màu xanh đi qua. Mình kéo len màu xanh đi qua hai cái vòng dây này. Sau đó tại đây mình móc lên một mũi móc xích. Và mình móc tiếp hai cái cạnh bên đây nha các bạn. Mình đâm kim vào cạnh tiếp theo và cạnh tiếp theo của miếng bên đây. Đó, các bạn cứ làm tương tự như vậy cho đến hết nha. Các bạn móc đến hết rồi thì mình cũng kết len, sau đó mình cắt len và sau đó mình sẽ giấu len đi nha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mình ráp xong tất cả các đường này nha các bạn. Đây mình đã ráp xong 20 miếng ô vuông rồi nè các bạn. Đây sẽ là mặt ngoài, còn đây sẽ là mặt trái. Ở đây thì mình đã giấu cái phần len thừa rồi đó. Các bạn mình sẽ giấu cái phần len thừa vào mặt trong nha. Mình sẽ giấu theo những cái đường này nè các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ móc thêm hai hàng mũi móc đơn để mình viền xung quanh cái phần thân áo này nha. Mình sẽ viền xung quanh bằng len màu trắng và len màu xanh nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bằng len màu trắng trước nha. Mình cũng cầm sẵn len như thế này. Sau đó thì mình sẽ đâm kim móc vào bất kỳ cái chân móc nào cũng được nha các bạn. Sau đó mình lấy len màu trắng đi qua. Tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Sau đó mình đâm kim lại vào cái chân móc này và mình móc một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo mình cũng móc vào một mũi móc đơn. Trong quá trình móc thì các bạn nhớ giấu cái phần len thừa này luôn nha. Cứ mỗi một chân móc mình sẽ móc vào một mũi móc đơn nha. Và mình sẽ viền hai hàng mũi móc đơn bằng len màu trắng này nha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mình đã móc xong hai hàng mũi móc đơn nha.
Đây mình đã móc xong hai hàng một móc đơn rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đổi sang len màu xanh để mình móc nha. Còn các bạn nào mình muốn viền tiếp bằng len màu trắng thì các bạn cứ sử dụng len màu trắng tiếp nha. Mình sẽ đổi sang len màu xanh. Mình cũng cầm sẵn len màu xanh như thế này. Đây là một móc đơn cuối cùng nè các bạn. Mình sẽ đâm kim vào cái cạnh này nha. Sau đó mình đâm kim vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên. Sau đó thì mình lấy len màu xanh đi qua. Mình kéo len màu xanh đi qua hai cái dây này luôn nha các bạn. Sau đó tại đây mình móc lên một mũi móc xích. Cái len màu trắng thì mình cắt được rồi các bạn. Ở hàng này chúng ta cũng viền xung quanh bằng mũi móc đơn luôn nha các bạn. Mình đâm kim vào chân móc có một móc đơn đầu tiên nè, mình móc một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo mình cũng móc vào một mũi móc đơn. Trong quá trình móc thì các bạn nhớ giấu cái phần len thừa này luôn nha. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn đến các bạn cách mình xác định các vị trí mà mình gắn nút cũng như là mình sẽ làm cái khuy để mình cài cái cúc vào nha. Cúc áo thì mình sẽ gắn ba vị trí này nha các bạn, ở ba vị trí này. Ở phía bên tay trái nha các bạn, còn những cái khuy mình cài cúc vào á thì mình sẽ làm bên tay phải. Mình sẽ dùng cái ghim để mình đánh dấu các vị trí mình sẽ tạo cái khuy nha các bạn. Ở đây các bạn thấy là ngay cái cạnh này nè, mình có ba chân móc, mình sẽ đánh dấu vào cái chân móc ở giữa đây nha các bạn. Đây ba chân móc, mình sẽ đánh dấu vào cái chân móc ở giữa. Ở vị trí này thì mình sẽ chọn cái mũi mà nó đây nè các bạn, nó đối xứng với cái đường màu xanh này nè, là ngay tại đây. Còn ở vị trí này nó cũng tương tự như trên đây. Ở đây chúng ta có 3 mũi nè, mình sẽ chọn cái mũi móc xích ở giữa. Bây giờ mình sẽ viền tiếp nha các bạn. Mình sẽ móc các mũi móc đơn đến cái ghim đánh dấu màu cam này nha. Bây giờ mình tháo cái ghim màu cam này ra, mình cũng móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó tại đây mình sẽ móc lên 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Ở đây mình móc lên 3 mũi móc xích là nó sẽ tương xứng, nó sẽ vừa với cái cúc áo này nè các bạn. Nếu như các bạn mình sử dụng cái cúc áo nhỏ hơn á, thì các bạn có thể móc lên 2 mũi móc xích thôi. Hoặc là nếu như các bạn sử dụng một cúc áo to hơn thì các bạn có thể móc lên là 4 mũi móc xích. Ở đây thì mình móc 3 mũi nên là mình sẽ bỏ qua 3 chân móc nha. 1, 2, 3 và mình móc vào chân móc này. 1, 2, 3. Mình móc vào chân móc tiếp theo. Mình móc vào đây một mũi móc đơn. Như vậy là mình đã tạo được một cái khuy ở đây nè các bạn, để mình là cài cúc áo vào. Các bạn nhớ ướm thử xem là cái cúc áo mình vừa hay chưa để các bạn còn thay đổi nha. Sau đó thì mình cứ móc tiếp các mũi móc đơn. Mình sẽ móc đến chân móc rồi nha các bạn. Móc đến chân móc này, tức là mình sẽ chừa một chân móc, sau đó mới đến cái chỗ có chân móc mình đánh dấu. Mình sẽ cần ba cái chân móc ở đây để mình tạo cái khuy chỗ này nha các bạn. Mình tháo cái ghim màu xanh này ra. Sau đó mình móc lên 3 mũi móc xích. 1 2 3. Mình bỏ qua ba chân móc. 1 2 3. Mình móc vào chân móc này. Mình móc một mũi móc đơn. Như vậy là mình tạo được một cái khuy ở giữa này rồi đó các bạn. Sau đó thì mình cũng móc tiếp các mũi móc đơn. Mình sẽ móc đến đây nha các bạn, sao cho là
khoảng cách giữa cái chân móc này và cái chân móc mình đánh dấu nó sẽ cách nhau là 3 chân móc nha. Sau đó tại đây mình móc lên 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Bỏ qua 3 chân móc. 1, 2, 3. Mình tháo cái ghim màu cam này ra. Mình móc vào đây 1 mũi móc đơn. Như vậy là mình đã vừa tạo xong 3 cái khuy để mình cài 3 cái cúc áo vào đó các bạn. Sau đó thì các bạn cứ móc xung quanh là mũi móc đơn. Mình móc cho đến hết nha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mình móc xong cái hàng màu xanh này nha. Mình thì mình sẽ móc đến đây. Đây mình đã móc xong một hàng mũi móc đơn bằng len màu xanh rồi nè. Bây giờ mình sẽ cất cái hàng này lại nha. Mình đâm kim vào chân móc đầu tiên, mình móc mũi trượt nha các bạn. Tại đây mình móc lên một mũi móc xích, mình sẽ móc thêm một hàng mũi móc đơn màu xanh nữa nha. Còn các bạn nào mình muốn không móc thêm nữa thì các bạn có thể dừng lại tại đây nha. Mình thì mình sẽ móc thêm một hàng nữa. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mình viền xong cái hàng móc đơn này nha. Viền xong hàng này thì mình sẽ bắt đầu mình làm cái phần dây áo nữa là xong đó các bạn. Sau khi móc xong hàng móc đơn màu xanh này rồi thì mình cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên để mình kết cái hàng lại nha các bạn. Mình đâm kim vào chân móc đầu tiên, mình móc vào mũi trượt để mình kết cái hàng này lại. Tại đây mình móc lên một mũi móc xích. Sau đó mình kéo ra một đoạn len rồi mình cắt len nha. Như vậy là mình đã móc xong phần thân áo rồi đó các bạn. Mình sẽ dùng kim khâu len để mình giấu cái phần len thừa luôn nha. Tiếp theo thì mình sẽ làm phần dây áo nha các bạn. Mình sẽ đặt hai miếng lên như thế này. Bên đây mình sẽ gắn cúc áo, còn bên đây sẽ là những cái khuy để mình cài cúc áo vào nha. Các bạn mình nên ướm thử vào người, sau đó là các bạn hãy xác định vị trí mình móc cái dây áo nha. Mình sẽ gắn dây áo ở vị trí này. Chiều rộng của dây áo thì mình sẽ làm là 7 mũi móc đơn nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ngay tại đây nha. Còn các bạn mình muốn cái bảng dây áo mình nó to hơn thì các bạn cứ tăng thêm cái số mũi nha. Mình thì mình làm 7 mũi thôi. Bên đây mình cũng đánh dấu tương tự như vậy. Đây sẽ là mặt trước nha các bạn, còn mặt sau thì các bạn sẽ đánh dấu đối xứng nha. Mình sẽ đánh dấu cái vị trí này. Dây áo thì mình sẽ móc bằng dây len màu xanh luôn nha các bạn. Còn các bạn mình thích màu gì thì mình cứ dùng len màu đó nha. Đầu tiên thì mình cũng cầm sẵn dây len như thế này. Mình sẽ tháo cái ghim này ra. Và mình đâm kim móc vào vị trí này. Sau đó thì mình lấy len màu xanh đi qua. Tại đây mình sẽ móc lên một mũi móc xích. Sau đó mình đâm kim lại vào cái chân móc này. Mình móc một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo mình cũng móc vào một mũi móc đơn. Mình sẽ móc liên tiếp là 7 mũi móc đơn nha các bạn. 3 mũi rồi nè. 4. 5. Mình tháo cái ghim này ra. Đây là mũi móc xích thứ 7 nha các bạn. Sau đó tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Sau đó mình sẽ lật cái sản phẩm này lại. Mình sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên và mình móc một mũi móc đơn nha. Đây là chân móc đầu tiên. Một. Chân móc tiếp theo cũng một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo cũng một mũi móc đơn. Mình sẽ móc liên tiếp là 7 mũi móc đơn luôn nha. 3 mũi. 4 mũi, 5 mũi, 6 mũi,
và 7 mũi. Sau đó tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Sau đó thì mình cũng lật cái sản phẩm này lại. Từ hàng này trở đi thì các bạn để ý là mình sẽ móc giống nhau nha. Mình sẽ bỏ qua một chân móc đầu tiên và mình móc vào chân móc tiếp theo nha. Mình không có móc chân móc đầu tiên mà mình móc vào chân móc tiếp theo. Ngay tại đây, một mũi móc đơn. 2 mũi. 3 mũi. 4 mũi. 5 mũi. 6 mũi. Mũi móc đơn thứ 7, mình sẽ đâm kim vào cái cạnh ngoài cùng này nè các bạn. Cái cạnh này nè, cái cạnh này là lúc nãy mình đã móc lên một mũi móc xích đó các bạn. Cái cạnh này nha. Sau đó tại đây mình móc lên một mũi móc xích. Mình cũng lật sản phẩm lại, mình bỏ qua chân móc đầu tiên, mình đâm kim vào chân móc tiếp theo. Một mũi móc đơn. 2 mũi. 3 mũi. 4 mũi. 5 mũi. 6 mũi. Mũi thứ 7 thì mình sẽ đâm kim vào cạnh ngoài cùng nè các bạn. Đây, mình ở đây mình có một cạnh nè. Sau đó tại đây mình cũng móc lên một mũi móc xích, mình lật sản phẩm lại, mình bỏ qua chân móc đầu tiên, mình đâm kim vào chân móc thứ hai. Mình móc một mũi móc đơn và mình cứ móc tương tự như vậy cho đến hết nha. Mũi móc đơn thứ 7 mình sẽ đâm kim vào cái cạnh ngoài cùng này nè các bạn. Chiều dài của dây áo thì tùy mỗi bạn thôi nha, các bạn cứ móc xong mà vừa với mình là được. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mình móc xong cái dây áo này nha. Đây mình đã móc xong dây áo rồi nè các bạn. Mình đã móc xong hai dây luôn rồi. Bây giờ tại đây thì mình sẽ móc lên một bộ móc xích để mình kết cái len lại nha các bạn. Mình móc lên một bộ móc xích, sau đó mình kéo ra một đoạn len rồi mình cắt len nha. Sau đó thì mình sẽ dùng kim khâu len để mình khâu cái dây này vào mặt sau nha. Các bạn nhớ gặp cái phần áo lại để mình xác định cái vị trí đối xứng ở mặt sau á để mình khâu cái dây này vào nha. Mình sẽ dùng kim khâu len để khâu dây áo vào nha các bạn. Các bạn nhìn mình thao tác nha. Để cái phần áo mình chắc chắn thì mình sẽ khâu hai lần luôn nha các bạn. Mình sẽ khâu ở phía trên này một hàng nữa nha các bạn. Như vậy là mình đã khâu xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ kết cái phần len này lại nha.
cái phần đen thừa này mình sẽ giấu vào mặt trong. Như vậy là mình khâu xong rồi đó các bạn. Cái dây bên đây các bạn cũng khâu tương tự như vậy nha. Sau khi mình móc xong hai cái dây áo này rồi thì bây giờ mình sẽ gắn nút nha. Các bạn cũng có thể mình gắn cái nút trước sau đó mình làm dây áo sau cũng được, là tùy các bạn thôi nha. Bây giờ mình sẽ khâu các nút vào. Mình sẽ dùng len màu xanh để mình khâu cái nút nha các bạn. Các bạn nhìn mình thao tác nha. Như vậy là mình vừa khâu xong một cái nút rồi đó các bạn. Ba nút còn lại thì các bạn cũng khâu tương tự như vậy nha. Đây mình đã khâu xong ba cái nút rồi nè các bạn. Như vậy là mình đã móc xong chiếc áo crop top này rồi đó các bạn. Hy vọng là các bạn cũng yêu thích cái mẫu này nha. Một đang cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.